Một người con gái vì trả thù người yêu cũ có thể làm những gì? Cô gái này là Trịnh Thư Ý. Người ngoài nhìn vào đều nói cô may mắn có được bạn trai tài giỏi yêu chiều. Nhưng điều không ai ngờ tới là hắn ta lại tặng cho cô một cặp sừng ngay trong ngày sinh nhật. Có thù tất báo, để trả đũa cô cố tình tiếp cận nam chính, nhưng liệu trêu nhầm có thành yêu thật? Giữa hai người họ sẽ xảy ra những chuyện gì? Chúng ta cùng xem nha. Vốn là một nữ phóng viên trẻ tài năng của Tuần San Kinh tế Tài chính, Trịnh Thư Ý đã phỏng vấn biết bao doanh nhân thành đạt, già trẻ đều có, nhưng chưa một ai khiến cô phải đau đầu suy tính như Thời Yến. Anh là con trai út của Thời Văn Quang, chủ tịch tập đoàn Minh Dự. Người này vừa du học châu Âu trở về đã phải tiếp quản ngân hàng sắp giải thể. Nhưng bằng tài năng của mình, Thời Yến đã không chỉ thành công đưa ngân hàng thoát khỏi khủng hoảng mà còn giúp doanh thu của tập đoàn tăng trưởng vượt bậc. Tuy tiếng tăm đột ngột nổi lên nhưng những bài báo phỏng vấn anh lại thật sự ít ỏi, ảnh chụp lại càng hiếm hoi. Người muốn phỏng vấn anh nhiều không đếm xuể, Trịnh Thư Ý cũng không ngoại lệ. Mà cơ hội lần này, cô nghe nói là do chính tổng biên tập đã giúp Thời Yến một chuyện nhỏ nên mới đặt lịch hẹn được. Khi nghe tin Thời Yến đích thân chỉ định bản thảo của Thư Ý, cả tòa soạn đều không khỏi hâm mộ. Cái tên Thời Yến có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trong giới truyền thông, đây cũng có nghĩa là phóng viên phỏng vấn anh sẽ thu được sự chú ý tương tự. Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi một vài người đố kỵ, ví dụ như đối thủ một mất một còn của cô Vũ Linh. Mặc kệ người đời bàn tán, cô không quản ngày đêm chuẩn bị, cuối cùng cũng thành công xếp lịch hẹn phỏng vấn với anh vào hôm sau. Nhưng ông trời quả thật rất biết trêu người, khi Thư Ý đã sẵn sàng lên đường thì thư ký của Thời Yến gọi tới báo rời lịch hẹn sang tuần sau do giám đốc có hẹn đột xuất khiến cho cô muốn bốc hỏa. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật nhạc tinh Châu, người yêu của cô lại đang bị cơn đau dạ dày hành hạ, cô đã phải dằn lòng gạt sang một bên, toàn tâm toàn ý cho cuộc phỏng vấn lần này. Nhưng chỉ một cuộc gọi đã khiến mọi tính toán của Thư Ý đổ bể. Việc xuất bản các bài phỏng vấn chú trọng tính kịp thời, nếu như hôm nay không phỏng vấn được anh thì e rằng bài viết trên tạp chí tuần tới sẽ phải bỏ trắng. Cô chính là không cam lòng. Từ cô bạn thân Thư Ý biết lý do Thời Yến hủy lịch hẹn với mình là để tham gia tiệc của bạn thân tại trang viên Winner, cô đã không ngần ngại tới tận nơi chỉ mong có được chút thời gian ngắn ngủi của Thời Yến, hy vọng cứu vãn được tình hình. Tuy nhiên nói không bực bội là giả, dọc đường đi không biết cô đã âm thầm mắng Thời Yến bao nhiêu lần. Tới nơi cô được sắp xếp nghỉ ngơi ở tầng trên của phòng tiệc. Chỗ này rộng rãi, sang trọng, người qua lại không ít nhưng lại không có người cô cần gặp. Thời gian chờ đợi quả thực quá dài, nước trong cốc đã cạn, cơn đau dạ dày vẫn không thuyên giảm. Ngay khi cô định đứng dậy lấy nước để uống thuốc thì một bàn tay nhẹ nhàng đưa nước tới khiến Thư Ý ngẩng đầu. Hóa ra anh là Dụ Du, một nhân vật quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay. Mới gặp lần đầu nhưng hai người khá ăn ý. Cả hai trao đổi hăng say đến mức không để ý từ xa có một ánh mắt đang đăm chiêu quan sát mình. Cho đến khi ngoài cửa có tiếng động vang lên, Trịnh Thư Ý theo tầm mắt của Dụ Du nhìn sang liền bắt gặp Thời Yến đang đứng bàn chuyện cùng hội bạn quan tế. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát nhưng lúc này cô vẫn chưa nhận ra anh. Cũng dễ hiểu vì tác phong của Thời Yến trước nay rất khiêm tốn, cực ít xuất hiện trước mặt công chúng. Tới khi Thời Yến xoay người vào trong hội trường, góc nghiêng cùng cặp mắt ấy đã khiến cô bừng tỉnh. Không chút do dự, cô vội đuổi theo anh nhưng không còn kịp nữa, bữa tiệc này không cho phép người lạ tự tiện ra vào. Kết quả buổi phỏng vấn cứ thế hỏng bét. Thư Ý đành mang theo nỗi thất vọng tràn trề quay trở về. Chờ khi cô ra đến cổng lớn của trang viên Warner, không ngoài dự kiến, mưa đã giăng kín. Gió lạnh kèm mưa rào như dao nhỏ cắt lên đùi Trịnh Thư Ý. Cô chưa từng nghĩ hôm nay sẽ phải lăn lộn lâu ở bên ngoài, trang phục là váy công sở bình thường, nhìn thì nghiêm túc đứng đắn nhưng tất chân mỏng dính chỉ để làm cảnh, căn bản chẳng được việc gì. Dưới lớp áo choàng, hai chân cô phơi bày ra ngoài. Chiếc váy khó lắm mới che kín đầu gối, đứng một hồi cô gần như mất cảm giác chân, vậy mà người yêu cô kẹt xe vẫn chưa thể tới đón. Vài chiếc xe dừng lại tỏ rõ ý đồ muốn đưa cô về nhà nhưng đều bị Thư Ý khéo léo từ chối. Nhiều lúc muốn nổi cáu nhưng dù gì họ cũng là thương nhân, sau này khó tránh khỏi việc va chạm, vẫn là nhịn một chút. Sắc mặt cô hơi tái nhợt, chóp mũi bị cóng đỏ ửng nhưng vẫn khó che được vẻ xinh đẹp tinh xảo. Cảnh này vừa hay rơi vào mắt Thời Yến ngồi trên xe, anh vốn dĩ rủ lòng thương muốn cho cô quá giang một đoạn nhưng lại bị Thư Ý hiểu lầm giống những người trước đó. Vốn dĩ hôm nay bị Thời Yến cho leo cây nên trong lòng cô đã không thoải mái, liên tiếp gặp những chuyện như vậy, trong lồng ngực càng có một ngọn lửa không tên bùng lên, vì thế mà mất bình tĩnh nói lời khó nghe. Chỉ là lời chưa kịp nói hết, cửa kính xe hạ xuống đã khiến cô ngay lập tức hối hận, lòng tốt cũng cứ vậy mà bị thu hồi. Cũng may, anh vừa rời đi thì bạn trai cô cũng tới. Người bạn trai này tuy bị leo cây ngay trong ngày sinh nhật nhưng ngược lại rất biết điều, không oán trách Thư Ý lấy một câu. Chỉ là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, linh tính của phụ nữ đã mách bảo Thư Ý có chuyện không ổn. Đầu tiên là cuộc điện thoại lạ bị ngắt ngang chừng, tiếp đó là mùi nước hoa nữ, nhưng hôm nay cô đã quá mệt để quan tâm những điều ấy. Chỉ là chuyện xấu khó giữ, vừa bước vào nhà cô liền phát hiện đã để quên điện thoại trên xe bạn trai, định bụng tới nhà lấy thì phát hiện vị trí hiển thị ở bệnh viện. Còn tưởng bạn trai gặp chuyện trên đường về, nào ngờ vừa tới nơi liền thấy đôi cẩu nam nữ đang ôm hôn nhau ngay trước cổng bệnh viện. Cảnh này thực sự khiến người xem không nhịn được mà chửi bới vài câu. Người đàn ông dùng 5 năm kiên trì theo đuổi mình, kết quả vừa đến với nhau chưa được vài tháng đã ngoại tình, nói không bất ngờ là giả. Trịnh Thư Ý cảm thấy bản thân mình đêm khuya đội mưa chạy tới bệnh viện giống như trò cười. Người như cô lẽ nào lại vì một tên cha nam mà chật vật đến mức này sao?
Cô đi về phía xe của Nhạc Tinh Châu, tháo xuống chiếc lắc tay anh ta đã tặng cho mình, treo chắc ở chốt cửa xe rồi xoay người tiến vào màn mưa. Vừa về tới nhà, cô liền sắp xếp đồ đạc muốn trả tất cả cho tên xấu xa đó, mắng hắn một trận đã đời rồi chính thức nói lời kết thúc mối quan hệ này. Ai ngờ chưa kịp mở bài thì hắn đã nói chia tay trước. Tên cha nam tham phú phụ bần ấy rốt cục chẳng còn kiên nhẫn, chấp nhận bỏ rơi cô bám vào người phụ nữ khác để leo cao. Dù không thực sự có tình cảm nhưng cục tức này cô quả thực nuốt không trôi. Đáng hận hơn nhưng dù có thất tình thì công việc ngày mai vẫn không thể chậm trễ, cô quyết định lấy nỗi buồn làm động lực không ngừng phát triển để ai kia phải hối hận. Đêm hôm ấy có hai người không ngủ, Trình Thư Ý không ngừng hoàn thiện bản thảo mà lúc này Thời Yến cũng không thể kìm lòng mà tìm hiểu thông tin về cô. Hóa ra trong một buổi trao giải 3 năm trước anh đã có ấn tượng về cái tên này. Kết quả của một đêm không ngủ chính là hôm sau cô phải mang theo đôi mắt gấu trúc tới nơi làm việc. Ai ngờ vừa tới cửa đã gặp oan gia, Vũ Linh biết tin cô phỏng vấn thất bại không ngừng chọc ngoáy. Không những thế còn mượn gió bẻ măng muốn thay thế cô trước mặt tổng biên tập. Cũng may tổng biên tập có con mắt nhìn người, lại luôn có ấn tượng tốt với Thư Ý, chỉ gọi cô vào thông báo lịch phỏng vấn bị đẩy sang cuối tuần sau, động viên cô kiên nhẫn, cố gắng hơn trong công việc. Buổi chiều cô còn có lịch phỏng vấn giám đốc Lạc An tại hội thảo được tổ chức tại trung tâm tài chính mới Giang Thành. Khu vực xung quanh vẫn đang trong quá trình phát triển, trên đường hầu như không thấy người đi bộ mà chỉ có ô tô. Nhưng Trịnh Thư Ý lại chẳng xa lạ gì địa điểm này, một là bởi cô thường xuyên ra vào nơi này thực hiện phỏng vấn, hai là vì Nhạc Tinh Châu làm việc ở đây. Trịnh Thư Ý nghe xong hội thảo, vô thức rẽ vào tiệm bánh kia. Chỉ là cô không ngờ sẽ gặp đôi cẩu nam nữ kia ở đây, không những vậy còn nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Hóa ra cô gái kia là cháu gái của phó tổng tập đoàn Minh Dự, tên cha nam kia chia tay cô là vì cô ta đã hứa giới thiệu hắn vào làm tại tập đoàn cậu mình, quả là miếng mồi báu bở. Trịnh Thư Ý không nhịn được mà cười khẩy. Thấy cô, rõ ràng Nhạc Tinh Châu hơi sửng sốt. Anh ta đứng ở cửa không biết có nên tiến thêm một bước hay không. Lúc này Trịnh Thư Ý mới chú ý tới người phụ nữ anh ta đang dắt theo, chính là người tối hôm qua thấy ở bệnh viện. Thật nực cười, tối qua mới nói chia tay với cô, hôm nay hai người đã tay trong tay đi rêu rao khắp thành phố. Ánh mắt kia rõ ràng tỏ ý cô ta biết Trịnh Thư Ý là ai, nhưng không hề có tự giác của con giáp thứ 13. Ra khỏi tiệm bánh, Trịnh Thư Ý rốt cuộc không nhịn được nữa, liền trút giận vào một cái cây ven đường. Đúng lúc cô nhìn ra giữa đường, chiếc xe Rolls Royce biển ngũ quý đậu ở làn bên kia chợt bắt được sự chú ý của cô. Đó chẳng phải chính là chiếc xe của cậu Tiểu Tam đó sao? Không quá lý trí, chỉ trong 3 giây Trịnh Thư Ý đã đưa ra quyết định sẽ đảo lộn cuộc sống tương lai của mình. Nếu không thể khiến anh ta trả giá đắt thì cũng phải để anh ta cung kính gọi cô một tiếng mợ. Lúc nghĩ đến đây Trịnh Thư Ý đã đứng cạnh xe. Cô cố tình bày ra dáng vẻ ngây thơ yêu kiều rồi giả bộ giơ tay gõ cửa sổ xe mấy lần. Bên trong rất lâu không có động tĩnh. Trịnh Thư Ý còn đang cho rằng trong xe không có ai thì cửa kính rốt cuộc cũng hạ xuống. Người cậu đáng kính trong miệng Tiểu Tam không ngờ lại là Thời Yến. Cô thầm chửi bậy một câu trong lòng, thật sự không đến mức trùng hợp như vậy chứ. Người đàn ông bị gõ cửa kính xe dường như không bất ngờ. Không khí ngượng ngùng bao trùm, lần này là Thư Ý mở lời, tiên sinh, di động của tôi hết pin không gọi được, xe có thể mượn điện thoại của anh gọi được không? Thời Yến vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm cô một hồi rồi lạnh lùng lên tiếng, xe tôi không chở người đã có bạn trai. Cứ như vậy chiếc xe chạy thẳng về phía quốc lộ bỏ lại Thư Ý đứng đó xịt keo hồi lâu. Nhưng một chiến thần như Trịnh Thư Ý làm sao dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Trở về bàn bạc với bạn thân, cô đã sẵn sàng cho kế hoạch tác chiến lâu dài. Tuy nhiên thời gian này việc công cũng không thể lơ là. Vì chuyện phỏng vấn, Trịnh Thư Ý ở tòa soạn mỗi ngày ba bận nhắn tin cho thư ký của Thời Yến xin đẩy nhanh lịch hẹn, cuối cùng cũng đã có kết quả. Dù chỉ có 2 tiếng đồng hồ nhưng cũng làm cô phấn khích không thôi, phải biết hẹn được vị tổng tài này còn khó hơn lên trời. Nhiệt huyết sôi trào, viết xong bản thảo hội thảo chiều nay, Trịnh Thư Ý không tan làm về nhà mà tiếp tục ở lại văn phòng viết đề cương phỏng vấn Thời Yến. Tình trường thất bại nhưng công việc vẫn phải nở hoa, Trịnh Thư Ý nhất định phải cho ra lò một bản thảo xuất sắc chói lóa khiến quân thần đều bái phục. Nhưng liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ như cô muốn, chúng ta cùng theo dõi các tập tiếp theo nha.